Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp theo cái series nhiếp ảnh căn bản với Sony. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn các loại filter là đây. Filter là gì? Filter là một miếng kính được gắn phía trước của ống kính. Kính như thế này. Mỗi một loại ống kính sẽ có một cái phi nhất định, cái kích thước nhất định. Có những ống kính phi nhỏ hơn, có những kính phi lớn hơn. Thì nếu mà mua filter thì các bạn để ý là cái phi ống kính của các bạn nó bao nhiêu thì mình sẽ mua đúng cái loại filter có cái kích thước bấy nhiêu. Ví dụ như bây giờ mình đang xài một ống kính phi có phi 62. Phi 62 tức là cái đường kính của cái ống kính chứ không phải là phi là tiêu cự đâu nha. Thì mình sẽ mua đúng lại cái filter phi 62. Mình gắn vào ở trước của mỗi một cái ống kính nó sẽ có cái ren. Mình gắn cái filter vào như vậy, filter vào. Rồi đó. Thì có ba loại filter căn bản. Thứ nhất là UV. Filter UV thì đơn thuần là bảo vệ ống kính. Theo như nhà sản xuất thì nó sẽ có chống tia UV, chống tia có hại gì đó, bla bla. Mình không thấy cái hiệu quả của nó. Cho nên đối với mình thì filter UV chỉ để bảo vệ thôi. Tưởng tượng nếu như các bạn có xảy ra va đập, nếu như không sử dụng filter thì cái ống kính của bạn sẽ bị hư hại và sẽ hư ống kính, thì nó rất là tốn tiền. Còn nếu như có filter thì chỉ có filter hư thôi, nên các bạn dễ dàng thay một cái filter khác, nó rẻ tiền hơn mà nó tiện lợi hơn. Đây là filter UV đơn giản là bảo vệ. Thì nếu như các bạn mua filter của những hãng có tên tuổi, filter đắt tiền, thì cái filter của bạn nó sẽ không làm giảm chất lượng hình ảnh, nó sẽ làm cho không bị lệch màu hay là không bị chói, không bị lóa. Còn những filter rẻ tiền thì có thể nó sẽ bị những quang sai mình không mong muốn. Filter UV nó tầm giá khoảng chừng 200-300 ngàn là loại bình thường, cho tới 1-2 triệu là loại xịn, rất là nhiều giá. Kế tiếp là filter CPL. Filter CPL là filter phân cực. Nó sẽ làm giảm những cái tia bức xạ của ánh sáng, như các bạn đeo kính râm vậy. Mình đeo kính râm lên thì mình thấy mọi vật nó rõ ràng hơn, nó không bị bức xạ, không bị chói. Thì cái hiệu ứng của CPL nó như thế nào? Nó sẽ làm cho hình ảnh nó được trong hơn. Đây các bạn, đây. Đối với hình này thì cái hình bên này thì không có filter CPL, hình bên này có. Các bạn thấy không? Thì trời lên xanh hơn nè, mây nổi khói hơn nè. Đó, mọi vật không bị chói. Đó, tương tự hình này là không có, hình này là có, là mây lên rất là nhiều. Đó, và làm giảm cái độ bức xạ của ánh sáng, độ phản xạ của ánh sáng, làm cho mặt nước và kính trong hơn. Như cái hình này nếu mà mình không sử dụng filter thì mặt nước sẽ bị chói. Nếu có sử dụng filter CPL thì cái mặt nước nó trong hơn, nó làm cho cái hình ảnh con thuyền này giống như đang bay vậy, nó rất là đẹp. Tương tự, đây là không sử dụng, mà có sử dụng thì các bạn thấy không, mặt nước nó bị chói nè, nước nhìn trong hơn đây. Đó, tương tự các bạn thấy không, nhìn nó nước nó rất là trong, rất là đẹp. Và làm cho những vật thể như lá cây này nọ bị chói thì sẽ là sử dụng và làm cho nó trở nên xanh hơn. Như cái hình bên này là không sử dụng nè, các bạn thấy không, nó bị chói nè, bị gắt. Còn bên này thì có sử dụng thì nó đều màu hơn, nó đều màu hơn. Đó, filter CPL thì để biết nguyên lý hoạt động của filter CPL thì các bạn phải nhớ rất là nhiều thứ, là ánh sáng dao động thế nào, phát tán ra sao, loại bỏ có loại sóng nào. Mình không có nhớ nguyên tắc hoạt động cho nên mình phải tập thông tin của nó, dựa trên phân cực tuyến tính, phân cực xoay vòng. Hồi đó mình hơi dốt môn văn cho nên mình không có rành về vật lý. Thì nói chung là để được biết được nguyên tắc hoạt động thì các bạn có thể tự nghiên cứu, nhưng mà cũng không cần phải nhớ đâu, chỉ cần nhớ là nó là làm giảm cái mức độ bức xạ của ánh sáng, phản xạ của ánh sáng, làm cho hình ảnh trong hơn. Thì filter CPL nó được cấu tạo bởi hai lớp. Một lớp thứ nhất phía trong là để gắn vào ống kính, lớp phía ngoài ở đây nó hơi tối, phía ngoài nó thấy xoay được. Đó, ở đây có thể xoay được, các bạn thấy không, xoay được đây. Thì cái hiệu ứng nó sẽ tăng giảm dựa trên việc các bạn xoay đây, bởi vì về tối rồi mình không chỉ lên mặt trời được, mình sẽ xoay, các bạn thấy không. Đó, khi mình xoay thì cái độ sáng tối nó sẽ hiển thị
khác nhau. Tương tự như các bạn gắn lên ống kính thì các bạn có thể xoay đến khi nào mức độ các bạn cảm thấy vừa lòng thì ok là vậy. Filter CBL rất là thú vị. Có hai loại filter phân cực, phân cực tính tính và phân cực xoay vòng. Thì CBL chính là phân cực xoay vòng. Thì bây giờ người ta sử dụng cái CBL nhiều hơn là cái tuyến tính. Thì các bạn có thể tự Google nó khác nhau thế nào. Mình không nói nhiều về cái này, thật ra mình cũng không rành lắm. Loại thứ ba đó là NDA. Tại cái này thì mình mượn và còn mới còn siêu cho nên mình không tháo được. Thì các bạn có thể thấy là nó đen như thế này, nó tối. NDA đơn thuần là làm giảm cái lượng ánh sáng đi vô ống kính thôi, vô ống kính. Filter NDA có gì hay? Filter NDA sẽ giúp cho hình ảnh các bạn tối hơn. Thì các bạn có thể chụp phơi những tấm ban ngày, ví dụ trời đang nắng đúng không? Trời đang nắng mình gắn filter ND vô thì nó ánh sáng sẽ tối bớt đi, cái lượng ánh sáng đi vô ít hơn. Các bạn có thể chụp phơi giữa ban ngày luôn. Có những loại filter ND nó có độ tối rất là cao, ví dụ như đây là mặt biển, tấm hình này được phơi với lại filter ND 10 stop luôn, nghĩa là cái độ tối nó giảm rất là nhiều. Đó thì cái mặt biển phơi lên là nhìn rất là mịn, rất là mịn. Đây là tấm hình giữa ban ngày luôn, có mặt trời, có biển nhưng mà nhìn nó mịn. Nếu như các bạn không sử dụng filter ND thì ban ngày các bạn không thể chụp lâu được, tại vì sẽ bị chói, bị cháy sáng. Đó, chụp biển, chụp suối, các bạn thấy không, nhìn nó, nhìn hình nó mịn màng lắm, nhìn những cái mặt nước nó chảy nó mịn màng lắm. Đó. Filter ND thì nó có nhiều loại, nó có nhiều loại tùy theo cái mức độ sáng tối nhiều hay tối ít, thì nó chia ra thành nhiều stop. 3 stop, 4 stop, 5 stop, 10 stop. 10 stop rất là giảm ánh sáng rất là nhiều. Thì đó là ba loại filter căn bản. Thực ra đối với lại ND thì người ta còn sử dụng loại filter vuông nữa. Filter vuông là filter không sử dụng cái phi bình thường nữa, mà họ sẽ sử dụng một cái tấm filter hình vuông thế này. Đó. Tại sao lại dùng cái filter hình vuông thế này? Các bạn thử tưởng tượng, thứ nhất là về giá trị kinh tế. Nếu các bạn đổi ống kính từ phi này sang phi kia, nó kích thước khác nhau. Nếu các bạn mua filter, các bạn sẽ phải mua lại toàn bộ filter ngay từ đầu, tại phi khác nhau. Và nếu như các bạn sử dụng cái filter vuông thì mình chỉ cần một cái bộ holder thôi, bộ holder như thế này thì mình có thể gắn cái filter vô rồi. Dù bất cứ cái ống kính phi nào thì nó cũng có cái holder để dành cho cái ống kính đó hết. Các bạn chỉ cần mua cái bộ chuyển thôi, cái bộ holder đúng theo kích thước. Đây là một bộ chuyển nó gắn lên đây, thì các bạn chỉ cần mua cái bộ holder đúng với lại cái phi của kính thì mình có thể gắn được filter rồi. Thứ hai nữa là về chất lượng. Những filter vuông là những filter cũng tương đối là đắt tiền, nó có chất lượng rất là tốt của những hãng làm tên tuổi lớn, filter lớn, ví dụ như Lee nè, Cooking nè, vân vân, Hightech Format. Thì một bộ filter vuông mà thuộc loại xịn nó có giá lên tất cả 17 triệu một bộ. Một bộ nó còn có vài filter. Những tấm này thì cái độ sáng tối khác nhau, hơi ồn nên từ từ chút xíu mình nói tiếp. Đó thì các bạn có thể thấy cái độ sáng tối khác nhau nè. Thì bộ nó gồm có nhiều tấm thì mình muốn sáng nhiều thì mình sử dụng cái loại có cái độ tối lớn, để ít thì dùng hơn. Filter vuông thì nó gồm nó lại chia ra làm có ha, có soft. Đây mình mới mượn được bộ này, đây là độ gắt gọi là ha, thì phần sáng tối nó chia ra rõ ràng. Còn nếu mà cái loại bình thường soft thì cái độ sáng tối nó chia nó mịn hơn, các bạn thấy không? Đó. Thì có thấy được không? Ok, mình làm hơi nhanh. Thì filter vuông thì là một cái thú chơi rất là tốn tiền, tại vì nó có nhiều loại, nhiều hãng. Thì sơ nó có ba loại filter căn bản, dĩ nhiên nó có những loại filter khác nữa, ví dụ như filter màu. Filter nó có màu để các bạn chụp hiệu ứng cái màu lên như thế nào. Và filter tạo tia chụp phơi, chụp ánh đèn thì nó ra cái tia rất là đẹp. Filter close up là để phóng to vật lên, vân vân và vân vân. Nhưng nhìn chung thì có ba loại filter căn bản để các bạn có thể sử dụng cái filter cho ống kính của bạn. Nhiều bạn hỏi là có nên sử dụng filter hay không? Không phải là có. Filter bình thường các bạn có thể mua là UV,
UV thì nó sẽ bảo vệ ống kính thứ nhất. Và nếu mà có một cái filter CPL thì các bạn có thể chụp phong cảnh hay là chụp những nơi mà ánh sáng nó bị phản, bị gắt á, thì các bạn có thể dùng cái CPL để mà làm giảm bớt cái độ gắt của ánh sáng đi. Ánh sáng đi nó tạo ra cái hình ảnh các bạn đẹp hơn, hình ảnh của bạn đẹp hơn rất là nhiều. Well, ok, đó là phần filter căn bản. Chỉ như filter thì nó còn dài dòng lắm, nhưng mà mình chỉ giới thiệu cho các bạn để các bạn thì biết nhiều hơn, biết hơn về một cái phụ kiện dành cho máy ảnh. Well, thiết bị này được tài trợ bởi shop máy ảnh Next. Để xem được nhiều clip hơn thì các bạn có thể lên trang web mayanhsony.com.